Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, mình biết là trong số chúng ta có rất là nhiều bạn đau khổ trong tình yêu, đau khổ bởi cái sự chia tay, bởi vì sự chia lìa. Có rất là nhiều bạn sau khi chia tay thì muốn quay lại với đối phương, hoặc là sau khi chia tay mình không muốn quay lại với đối phương nữa, mình muốn quên nhưng mình không quên được. Đó, thì đấy là cái vấn đề rào cản nó khiến cho các bạn đau khổ. Nhưng các bạn biết không, trong rất là nhiều những cái cuộc chia ly đó, nếu các bạn học được một cái kỹ năng này thì cuộc đời của các bạn nó sẽ khác đi rất là nhiều này. Đó là cái kỹ năng cầm lên được và hạ xuống được. Và trong những cái cuộc tư vấn mà để quay lại với người yêu cũ ấy, thì Toàn nhận ra một cái phần trăm rất lớn là những cái bạn mà thành công được ấy, thì đều là những cái bạn mà cầm được, hạ được. Các bạn buông được thì bắt đầu các bạn thành công trong cái việc quay lại với người cũ. Còn càng kỳ vọng, càng không chịu được cái nỗi đau mất đối phương thì các bạn càng kém cuốn hút và càng không thể quay lại được. Đó là lý do mình có cho ra một khóa học có tên là lộ trình quay trở lại với người cũ. Khóa học này sẽ khiến cho bạn từng bước làm theo lộ trình đó để các bạn có được sự chiến đấu mãnh liệt từ phía đối phương dành cho mình. Nhưng trên cái hành trình đấy, các bạn lại gặp phải cái rào cản là khi các bạn chưa có được cái sự quay lại luôn thì các bạn sẽ rất hoang mang, các bạn sẽ rất sợ hãi, viện cớ để đổ lỗi cho bản thân mình, xong rồi cho mình cái lý do để thảm hại, để níu kéo đối phương. Và cũng vì có rất là nhiều bạn cứ yếu đuối không buông được như vậy, dẫn đến là không có được. Vì thế mà mình có cho ra thêm một khóa học nữa có tên là cách để quên một người. Đó, vượt qua đau khổ, quên đi một người. Tại sao cái điều này nó lại quan trọng với những bạn thực sự muốn quên một ai đó, và với những bạn thực sự muốn quay lại với một ai đó cũng nên học cái khóa học này. Bởi vì nó sẽ khiến cho bạn học được một kỹ năng cầm được, buông được. Cầm khi người ta xứng đáng, buông khi người ta không xứng đáng. Và nó sẽ khiến cho các bạn có thể giữ được cái tinh thần của mình ở trong trạng thái tốt nhất, để mình sẽ không đưa mình vào những cái tình huống ví dụ như là không nên liên hệ với người ta. Khi người ta đang ứng xử không xứng với mình mà mình lại yếu đuối, mình cần người ta quá, thì bạn rất cần cái khóa học vượt qua đau khổ, quên đi một người này, để trong cái thời gian đó bạn có thể giữ vững cái tâm lý của mình để không đi vào con đường sai là mình thảm hại, mình cần người kia quá, rồi mình làm sai, rồi mình bất hạnh. Đó, cho nên là khóa học này cần cho những bạn mà muốn quên đi một người, thực sự muốn quên một cái người mà mình không xứng. Và nó cũng rất cần thiết với những bạn thực sự muốn quay lại với một người bằng một cái cách cao giá, giá trị mà khiến người khác phải tràn đầy cảm xúc với mình. Các bạn ạ, cho nên là để mà các bạn có thể quên được một người, hay để các bạn có thể cầm được và các bạn buông được, thì các bạn phải biết là mình buông như thế nào, mình làm như thế nào để không bị cái người kia chiếm lĩnh, chi phối trái tim của mình nữa. Để mình biết rằng mình xứng đáng được yêu như thế nào, xứng đáng được trân trọng như thế nào. Đó, mình sẽ biết một cái phương pháp tâm lý để mình vượt qua những cái lúc mà mình bị ám ảnh, nhớ đối phương quá này, không chịu đựng được này, muốn liên hệ này, và rất nhiều những cái khó khăn khác khi mà chúng ta trên cái hành trình là muốn vượt qua người ta, muốn không để người ta chi phối cái bộ não của mình nữa. Thì bạn phải học cách để mình buông được. Và đó là lý do mà khóa học là quên đi một người, vượt qua đau khổ nó lại quan trọng đến như thế. Và nhất rất nhiều bạn có nói với mình là cũng rất may là nhờ cái lộ trình quay trở lại với người cũ nữa, và đặc biệt quan trọng hơn là nhờ cái khóa học là quên đi một người đấy, mình mới học được cách để buông. Và khi mình buông rồi, mình sẵn sàng để buông khi người ta không xứng, thì cái người đối phương mới sẵn sàng để trở thành một cái người xứng để mình không buông họ. Đó, thì một cái điều tưởng chừng như là nghịch lý là các bạn học khóa học vượt qua đau khổ, quên đi một người, mà cuối cùng các bạn lại có được một cái người kia phấn đấu, cố gắng, nỗ lực để xứng đáng hơn để quay trở lại với bạn. Cho nên đừng nghĩ rằng quay lại với người yêu cũ thì chỉ cần khóa học lộ trình quay trở lại với người yêu cũ là đủ. Cần cái khóa học vượt qua đau khổ, quên đi một người, để các bạn không để cho cái người đó chi phối cái cuộc sống của mình, kiên định với những cái điều đúng đắn mà mình làm, để sau đó sẽ như thế nào, mình kiên cường, mình bản lĩnh, mình cuốn hút mình giá trị, để rồi dần dần sẽ cho đối phương một cái động lực để họ phấn đấu, họ nỗ lực, hoặc là xứng đáng để được ở cạnh bạn, hoặc là không xứng thì bạn sẵn sàng bước đi. Và chính cái tinh thần sẵn sàng bước đi
sẵn sàng để quên, sẵn sàng để buông đó, nó khiến cho các bạn thành công cực kỳ nhiều các bạn trong quá trình được toàn tư vấn. Nhận ra rằng, à, hóa ra khi mình buông được là lúc mình có thể quay lại được. Còn khi mà mình còn chưa buông được thì ngày đấy mình còn đau khổ, mình còn vật vã. Cho nên đồng hành với cái việc là mình muốn quay trở lại người cũ là việc các bạn cũng phải học được kỹ năng để quên họ nếu như họ không xứng. Bởi vì chỉ có như vậy thôi bạn mới kiên định với cái điều đúng đắn mà các bạn được chỉ dẫn. Chứ nếu không mà con người mà luôn luôn bị cảm xúc chi phối, cái lúc mình nhớ người ta quá, mình thương người ta quá, mình lại liên hệ với người ta. Thế cuối cùng là cái lúc mà các bạn bị xáo trộn cảm xúc là cái lúc các bạn không thể chi phối. Mình không biết lúc nào đúng là sai cả. Rồi mình bị chi phối xong, mình liên hệ với người ta xong, mình bị phũ xong, xong cuối cùng mình lại hối hận, hối tiếc. Thì đó chính là tầm quan trọng của cái việc là học cách buông bằng cách tham gia cái khóa học có tên là Vượt qua đau khổ, quên đi một người. Các bạn nhá, đừng quên cái việc mà dám buông, dám quên đi một người là chìa khóa quan trọng để các bạn cuốn hút, hấp dẫn và để người kia phải hối tiếc, muốn quay lại với bạn, khao khát quay lại với bạn. Và đương nhiên khi các bạn làm được thì lựa chọn là ở bạn. Xứng thì bạn quay lại, không xứng bạn vẫn sẵn sàng để bước đi. Thì chỉ có như thế mới cuốn hút thôi. Chứ còn cuộc sống của chúng ta mà phụ thuộc vào đối phương á thì không bao giờ chúng ta hạnh phúc được. Các bạn ạ. Đó. Và đến cái thời điểm này mà mình nghĩ rằng một cái điều lớn nhất mà nó khiến cho mình có thể hạnh phúc được, đó là mình học được cách buông, mình học được cách giữ cái người xứng. Và nếu như người ta không xứng thì mình sẽ phải làm gì. Chứ mình không cố chấp đến cái độ là tôi phải ở với cái người đàn ông này bằng được, hay ở với cái người phụ nữ này bằng được. Dù người ta có tệ như thế nào, hay dù người ta có sai đến cỡ nào, hay người ta không biết trân trọng tôi đến đâu, đúng không? Có những cái giới hạn mình đặt ra, nếu người ta phạm phải, người ta sẽ không còn cơ hội để ở cạnh mình nữa. Đó là cách các bạn làm chủ cuộc sống của mình, đó là cách các bạn cuốn hút. Cho nên vượt qua đau khổ, quên đi một người là một khóa học cực kỳ cần thiết cho những bạn nào muốn có được sự cuốn hút bền vững trong tình yêu, muốn làm chủ hạnh phúc của mình, muốn điều khiển, chi phối được bộ não và cảm xúc của mình để nó phụng sự cho những điều mình muốn, chứ không phải để cho nó xáo trộn. Và rồi là gì? Và rồi mình cứ bị nó cuốn theo, nó cứ cuốn mình đi, mình làm sai, mình kém cuốn hút, và rồi mình trả giá bằng sự đau khổ. Cho nên rất là nhiều bạn không biết được cái tầm quan trọng của cái việc mình dám buông, mình dám quên, mình dám bỏ. Và bỏ được như thế nào, bản lĩnh như thế nào mới có thể hạnh phúc. Các bạn ạ, đừng quên tham gia khóa học. Đầu tiên là khóa học lộ trình quay trở lại với người cũ, nếu như các bạn muốn quay lại với người cũ này. Và trong cái quá trình đấy gặp khó khăn, và cái điều quan trọng nhất để các bạn có thể vượt qua được quãng thời gian này, đó là học cách để buông được. Buông được, quên được, thì đừng quên khóa học là Vượt qua đau khổ, quên đi một người. Hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphúc.vn sẽ ra cái trang của mình. Có những khóa học này, đăng ký càng sớm càng tốt nhá. Bản lĩnh cuốn hút chỉ đến từ việc bạn dám cầm những thứ đáng, buông những thứ không đáng, để rồi luôn luôn có thứ mình đáng. Hoặc là người ta sẽ chiến đấu để đáng với mình, hoặc là người ta sẽ không đáng để rồi mất đi bạn. Bản lĩnh là ở đó, cuốn hút là ở đó đó các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các khóa học. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.